ăn kia nó nhiều quê rồi. Qua mua cái mầm thòng á. Ok, chào mừng quý vị nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình đang ở vườn sầu riêng của Thanh các bạn. Nay vợ Thanh vui mọi người. Phi sáu 130 một ký nha mọi người. Anh này hôm trước là mua anh Quang khui ba đá chuồng bò này các bạn. Nay ông quay lại nè. Bữa hôm trước hai cái thứ ngon anh. Mua 4 trái. Mà hôm trước mấy cái đấy ngon không? Ngon không anh? Đây là hôm nay bà xã. Tại chỗ ăn trái luôn á. Thank you.
đường mòn miền Tây à. Bữa hôm trước anh ở ngoài ăn thử một cái ăn tại chỗ hơn cái rồi anh mua ba cái nữa à. Anh nè ở từ quận nhất sáng dịp cho ảnh này ảnh bữa trước anh mua anh ăn ngon là tại thử là anh mua mấy trái rồi á. Nói không mà nói không chỉ là ngon là nên anh trở lại. Nói chung là mấy hôm kia mẹ kêu mình mua rồi tại vì mình là biết đi anh sao á. Thôi chứ không bao giờ là đâu. Em cập nhật giá bên Mỹ cho mọi người mua hả chị? Giá hàng hôm nay đi tới Mỹ lận. Đây cái muối hả? Dạ ok chị. Ngon, anh bán cái ngon chị mua 1 ký nữa kìa. Được, bán cái ngon nhất cho chị. Thanh Quang ha. Dạ dạ. Dạ.
sao sớm em bỏ vô là gì để giúp và giúp lại với mấy trời mưa rồi nhưng bay mùi bánh xèo ra thơm dữ trời. Có bánh xèo không? Trứng nướng món món kìa chịu không nổi, chịu không nổi luôn á. Rồi đang đói bụng nữa, đang đói bụng nữa chứ. Chúng chừng trứng nha ha. Ủa chị ăn sầu riêng ở chỗ này nào chứ chị? Không không chị ra đi. Cái nào chị không chịu bỏ ra. Ký mốt ký hai rồi 423 ngàn 420 dạ. Làm thêm một khay giống này nữa. Vào đây em chụp nữa cái nắp rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn mưa ngon đó.